thưa quý vị và các bạn sáng nay hội nhà báo Việt Nam tỉnh kiên giang phối hợp với trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hội nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập quấn trực tuyến về chuyên đề phát hiện và xử lý tin sai tin giả trên mạng xã hội phát biểu khai mạc lớp tập quấn nhà báo đoàn hồng phúc phó chủ tịch thường trực hội nhà báo Việt Nam tỉnh kiên giang nhấn mạnh trong thời gian qua khi mạng xã hội phát triển mọi người dân được quyền đưa cung cấp thông tin cá nhân mà không cần qua sự kiểm duyệt của bất cứ tổ chức nào Điều này dẫn đến tình trạng tin giả, tin sai xuất hiện phổ biến. Đây cũng là một thách thức đối với sự lãnh đạo, quản lý thông tin, truyền thông, nhất là quản lý truyền thông trên mạng xã hội. Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian một ngày với sự tham gia của 40 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, các phóng viên biên tập viên đang hoạt động tại các cơ quan báo chí trong tỉnh và làm công tác truyền thanh cấp huyện. Ngoài ra còn có sự tham gia của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Ban tuyên giáo 10 trên 15 huyện thành phố trong tỉnh tham gia lớp tập huấn các học viên được nhà báo hoàng nhật phó tổng biên tập báo điện tử việt nam plus thông tấn xã việt nam truyền đạt những kỹ năng phát hiện nhận biết và cách xử lý tin giả tin sai trên mạng xã hội